Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người lại đến với kênh của mình nha. Mình là Rick Quý Ông đây mọi người ơi. Đó thì cái trận đấu nào nó cũng không giống trận đấu nào. Thì trận đấu này là một trận đấu mình bị đè đường rất là gắt nha mọi người nha. Đó là những cái lỗi sai của mình. Chơi Richter thì cũng không phải là lúc nào cũng xanh và không phải trận nào cũng dễ dàng nha mọi người nha. Mà đặc biệt là cái mức danh 30 này, 30 35 sao này nó rất là gắt luôn. Vì nó là cái mức danh cuối mùa rồi nên các bạn ấy chơi cũng rất là hay. Đó, pha này thì mình lên cướp cái con Red này thì bạn không để ý mình đã cướp được rồi. Đó, đã check được cái vị trí của Rat trên kia thì bạn ấy đã biết vị trí của mình cướp rồi. Đó, nhưng mà bạn ấy không vào, bạn ấy khả năng chưa biết đâu mọi người ạ. Bạn ấy đang cố tình solo với vị tướng Zata của mình. Đó, pha này thì mình bắt luôn vị trí của Emily nhá, mình có bùa đỏ này. Đó, tính ra là mình có thể thoát được pha này vì chiêu 2 của mình cũng sắp gần hồi rồi. Thế nhưng mà có Tulen lên rất là kịp thời, do vậy là Tulen vừa ăn được mạng của mình, vừa ăn được hai con bùa rất là thơm luôn. Chú ý cho mình cái pha này nhá mọi người nhá. Đó, Gindu đã biết mình di chuyển cái hướng đó rồi, nên là mình sẽ di chuyển ngược lại cái hướng đằng này, cái hướng đường nước này thì mình lấy nội tại đường sông, vào bụi để mình lấy nội tại bụi, nhưng mà chưa có nội tại bụi thì đã bị Gindu đẩy ra rồi. Do vậy mình vẫn sẽ băng vào và có team mình hỗ trợ, có tận đến 3 người team mình hỗ trợ, nên là team bạn đã phải nằm xuống vị trí của FP cũng như là AD rồi. Lợi dụng cái điểm này thì team mình ăn cái con rồng ở đây. Và cái pha này, trên này mình nhìn thấy là này thì rừng này, này thì Tulen bắt mình vừa nãy này. Tulen còn khá là ít máu, do vậy là việc của mình là việc nhẹ lương cao nha mọi người nha. Băng vào và kết thúc đi cái mạng của đó là Tulen. Cái trận đấu này là một cái trận đấu tuy thì đầu game có cái lợi thế nó cũng khá là ok. Thế nhưng mà đến cuối giữa trận đấu ấy thì các bạn ấy đẩy khá là gắt. Và mình do những cái pha combo hụt như thế này này mọi người này. Đó, thì chắc chắn là các bạn chơi Richter và khi các bạn bị đè đường, các bạn bị ép liên tục như thế này thì các bạn rất là khó bật lại đúng không mọi người. Tại vì bản chất của con Richter là vị tướng mạnh đầu game. Mà khi mà các bạn để cái lượng đồ, cái lượng vàng của team bạn nó xanh sao và bị đè đường cũng như là đè trụ và lấy mạng như thế này, rất là khó để mà khi mà bật lại được trận đấu nha. Đó, thì do vậy cái clip này mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách di chuyển khi mà mình bị đè đường, mình bị bắt những cái vị tướng chủ lực và mình bị thọt cái lượng vàng, lượng đồ nó sẽ phải đánh và sẽ phải di chuyển như thế nào nha. Chơi nhiều một vị tướng thì nó rất dễ dẫn đến cho mình đó là cái việc chủ quan. Đó, tại vì nắm rõ trong tay những cái chiêu thức cũng như là cái kỹ năng và nội tại của vị tướng đó rồi. Và mình có những cái pha băng vào bắt người nó hết sức là lỗ nha mọi người nha. Thành ra là team mình bị fail ở những chỗ đó. Và team bạn có cái cơ hội để mà lật lại cái thế trận ban đầu này. Đến giữa game thì team bạn rất là mạnh luôn. Đó, team bạn đè được trụ cũng như là lấy được cái mạng của team mình cũng khá là nhiều. Và cái trận đấu này nó lại là một trận đấu đi xa và rất là khó khăn luôn, kéo lết game. Và cũng may mắn là team mình ăn được cái con ca sơ cuối nha mọi người nha. Đó, ở đây thì mình nhìn thấy vị trí của Rat rồi này. Rat đấm vào mình thì mình sẽ sử dụng chiêu 2 luôn để tránh đi cái đấm của Rat cũng như là cái phá giáp. Dưới này thì AD của mình đang đè khá là, đang bị đè khá là gắt vì mình bỏ AD khá là nhiều, do vậy là bạn ấy bị đè đường. Bạn ấy không cam tâm cho lắm, bạn ấy muốn là mình đứng ở đây. Thế nhưng mà cái lối đánh của mình là không đi sát người AD, do vậy là bị team bạn bắt vào vị trí này của AD và mất đi cái trụ này nha mọi người nha. Đó, AD thì rất là húng luôn, lao lên làm gì để rồi lại phải sử dụng băng xương. Cái trụ này thì đáng nhẽ lên là phải bỏ nha mọi người nha, những pha đó thì mọi người không lên vào. Bạn ấy cố tình vào, do vậy là phải nằm xuống rồi. Rat đá khá là gắt luôn. Liliana thì pha này cũng sẽ mất đi cái băng xương này. Mình cố gắng bắt vào vị trí của AD team bạn, đáng nhẽ ra là kết thúc được rồi. Nhưng mà có vị trí của Ginder, bạn ấy bật lên cho AD cái miễn nhiễm, thành ra là bạn vừa có cái khả năng miễn thương, miễn nhiễm mà lại có cái khả năng đó là hồi máu nha. Do vậy là còn một xíu máu nữa là mình không thể kết thúc được AD rồi. Trên này ấy, thì Tulen cũng di chuyển và bạn ấy đẩy vào đường mid của mình khá là căng. Nhưng do là có cái việc dừng là Liliana, bạn ấy thủ trụ cũng khá là gắt. Pha này mình cứu AD pha này nhá. Mình hất tung cứu AD pha này nhưng mà AD lại lên để chơi lại đó. Có Amelie băng vào thì đã kết thúc cái mạng của AD cũng như là mình phải nằm xuống này. Hiện tại là team mình khá là thọt rồi, 8-9. Ban đầu thì có cái lợi thế khá là ok, khá là ổn. Thế nhưng mà về cái giữa game này thì bị team bạn đè khá là gắt. Amelie khi mà bạn ấy mất cái đường trụ tốt trên ấy thì bạn ấy đảo đường, thành ra là team mình bị bất ngờ trong những cái pha mà bạn ép đường như vậy nha. Thì để đối mặt những cái khó khăn hiện tại mà team mình đang phải gánh chịu đó, và những cái lỗi mà khi mình di chuyển mình bị bắt lại khá là nhiều như thế này, thì các bạn phải làm sao ạ? Các bạn hãy cầm Richter và các bạn hãy thật bình tĩnh nha. Các bạn tìm những vị trí bụi
quan trọng những cái pha như thế này ấy, những cái trường hợp như thế này các bạn phải di chuyển thật là chuẩn luôn, các bạn tránh để phải làm lại nhiều hơn nữa nha. Đó, mình đến 24 rồi thì mình cũng đã nhận ra là không thể để nằm thêm một mạng nào nữa. Nếu mà hiện tại thời điểm giữa game này mà nằm thêm bất kỳ một mạng nào nữa thì rất là khó cho team mình, cũng như là tạo cái tiền đề cho team bạn băng lên, thì team mình cũng ít tank mà. Có mỗi mình là vị trí lên tank liên thủ mà mình nằm lại khá là nhiều như vậy thì team mình sẽ không có cái tiền đề để mà tham gia giao tranh và lấy được cái mạng của team bạn nha, rất là khó luôn. Thay vào đó thì mình hãy di chuyển thật là hợp lý, cũng như là mình kiểm soát những cái mục tiêu lớn nó thật là ok nha. Pha này thì mình với là AD đứng ở đây để bắt vị trí của Gendu, cũng như là AD team bạn có thể di chuyển về đây. Đó, thế nhưng mà Gendu không về đây và AD team bạn cũng sẽ không về đây. Và mình đang nhìn thấy vị trí của Rat cũng như là vị trí của Emily di chuyển lên để đảo ganh này. Mình sẽ bắt luôn vào vị trí của Emily. Đáng ra là bắt vào vị trí của Rat thì Rat máu mỏng hơn, nhưng mà do Emily di chuyển vào trước nên là mình sẽ bắt vào vị trí của Emily. Có lôi điểu từ Tulen nhưng mình có cái chiêu 2 để ao hoàn toàn cái lôi điểu của Tulen nha. Đó, mong là gà rán không nghe thấy và anh Elet cái chiêu 2 của mình thì bốc ruốc luôn mọi người ơi. Đó, như vậy thì team bạn đã phải nằm xuống đến 5 người rồi. Một pha di chuyển là một pha bắt người rất là hay của team mình, do vậy là lại có cái lợi thế để ăn cái con caster này và ép vào cái trụ mid. Đó, các bạn hãy lợi dụng những cái tình huống như vậy để mà các bạn đẩy cao đường lính, sau đó là các bạn lấy cái lợi thế trụ nha. Đó. Dưới này thì mình đã nhìn thấy, à không, mình sẽ đứng ở đây cùng AD nha. Đó. Mình đứng ở đây cùng AD để xem vị trí của AD team bạn cũng như là FP team bạn dâng cao thì mình sẽ bắt ở luôn này, có tầm luôn này. Đó, thì cái đường lính nó cao, do vậy chắc chắn team bạn sẽ ra thủ đường lính và nhờ cái tình thế là đang xanh sao của team bạn đấy thì game bạn đẩy khá là cao, AD đẩy khá là cao, lợi dụng cái tâm lý đó để mình với AD team mình ấy sẽ up sẵn và bắt một cái pha như thế thì AD team bạn sẽ phải nằm xuống thôi. Pha này thì băng vào Tulen nhưng mà không tới tầm nha mọi người nha. Rất nhiều pha lỗi ở trong cái trận này. Đó. Tại mình thôi. Mình di chuyển cũng khá là hay, thế nhưng mà những cái pha combo của mình ấy nó lại hoàn toàn không dính người. Nó chơi Richter nhiều thì nó lại bị như thế mọi người ạ. Nhiều khi căn cái chiêu 1 nó không dính người luôn cơ. Đó. Không biết là các bạn có hay bị những cái lỗi như mình không. Thế nhưng mà khi mà các bạn là bị đè như thế này ạ, các bạn hãy di chuyển cẩn thận lại, sau đó là các bạn set up những cái pha bắt người, những cái pha mà bắt lẻ ấy để cấu nhỏ team bạn ra, rồi sau đó sẽ tạo cái tiền đề để mà team mình dễ chơi hơn nha. Lilianna bị khóa thì có mình hất tung pha này, Gendu sẽ bị mất chiêu cuối này. Đó, tiếp theo là AD nha. AD thì chờ một xíu nữa này. Nếu mà AD lên cao mình sẽ có hai lần hất tung và Lilianna sẽ có thể băng vào nhá. Đó. Nhưng mà AD team bạn đã rất là khôn, đã giữ vị trí và lùi về rồi. Dừng team mình thì cố gắng lao vào bắt ở vị trí của Tulen nhưng sẽ phải nằm xuống ở vị trí của AD này. AD mình đợi bạn nãy giờ rồi bạn ơi. Đó. Các bạn phải lưu ý cho mình những pha như thế nha. Các bạn đứng thủ lâu một chút, các bạn đứng đợi để khi mà AD team bạn có thể có cái tầm để mà lao lên thì các bạn hãy hất tung và sau đó kết thúc cái mạng của AD nha. AD team mình đang solo, AD rất là vất vả luôn. Tuy là cái lượng dam nó có đấy, thế nhưng mà AD lại có cái sự hồi máu cũng như là cái miễn thương từ cái chiêu cuối rất là kinh khủng. Nhờ vào những cái pha mình di chuyển cũng như là mình bắt lẻ cấu nhỏ team bạn ra thì team mình có cái lợi thế để mà đẩy cái đường lính trên cao kia nha mọi người nha. Đó, cái trụ trên cao kia thì còn một xíu máu thôi. Vì top team mình chơi cũng rất là hay luôn. Bạn ấy thắng kèo so với Emily nha. Lại là một pha di chuyển đẩy cao của team bạn để ép vào cái trụ top team mình hết sức là sai lầm nha mọi người nha. Mình sẽ đứng ở đây có giải này, sẽ bắt vào vị trí của Cap này. Cap sẽ phải nằm xuống thôi. Đó, mình ưu tiên bắt vào vị trí của Cap đầu tiên nha mọi người nha. Khi mà sát thương chủ lực của team bạn nằm xuống rồi thì cái game đấu nó cũng sẽ dễ dàng hơn nha. Pha này Rat ủi rất hay luôn, mặc dù mình đã tốc biến đi rồi nhưng mà bạn ấy vẫn có cái tầm để mà dí được vào vị trí của mình. Ở đây mình nút bụi để hồi máu nhưng mà gặp Amelie đi lên thì do vậy mình sẽ công vào Amelie luôn nha. Có chiêu 2 này, Amelie để hồi máu rất là ghê gớm nhưng mà mình đã lên down rồi bạn ơi. Đó. Lên down nên cũng giảm được cái khá cái lượng hồi máu từ Amelie. Tận dụng cái lợi thế đấy thì mình đẩy cái trụ này nha. Vì đẩy cái trụ mid này thì mình sẽ không đẩy được hết máu và sau đó mình sẽ không đẩy được cái trụ nào cả. Do vậy mình sẽ lấy cái trụ ít máu đầu tiên. Đó. Còn các bạn đẩy cái trụ mid giữa ấy, thì các bạn sẽ không có đủ cái lượng đam. Cũng như là team bạn hồi sinh ra rồi thì sẽ dọn rất là nhanh luôn. Và mình có khi còn phải nằm lại đó. Thay vì đó mình sẽ đẩy cái trụ bên đường top và để cho lính cấu nhẹ cái trụ mid đi. Sau đó tí nữa là mình sẽ công vào cái trụ mid và lấy máu của trụ mid dễ hơn nha. Đó. Vừa rồi là mình công vào vị trí của Rat nhưng mà không tới tầm, mặc dù là sử dụng cái nội tại đường sông cũng như là cộng thêm cái tốc biến. Rất là khó trong cái pha đó, lướt về thì nó cũng khó hơn là lướt lên mọi người nha. Đó, không sao, đó là cái lỗi của mình. Pha này thì rất là may mắn khi mà Lilianna đã cào được vào vị trí của con caster và lấy đi cái mạng của con caster rồi. Trên này thì team mình nằm lại cũng khá là nhiều nhưng mà Ryoma cũng chọc khá là hay. Đó, vậy là bạn kết thúc được mạng của AD cũng rất là thơm. Có cái lợi thế là con caster đẩy đường này thì team mình sẽ dồn luôn lên nha mọi người nha. Đó, chỉ có Rat thủ đường thôi thì bạn ấy sẽ không làm sao để mà thủ được mình. Mình sẽ đứng chặn để cho Rat đá vào mình chứ không đá vào lính nha mọi người nha. Đó,
thì trận đấu đến đây cũng sẽ là kết thúc thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mọi người thấy hay, hữu ích thì đừng quên là cho mình một like, subscribe, đăng ký kênh để kênh của mình càng ngày càng phát triển và phục vụ mọi người tốt hơn nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo nha.